Chào anh em nhé, thì hôm nay mình lại tiếp tục với mod siêu nay tạo đây. Con này thì cập nhật thêm mấy con buổi tối rồi thì, mấy con buổi tối này thì chắc anh em biết rồi thì, mình sẽ chơi thử xem có những gì nhá. Thì chắc chắn là có lấm thôi miên rồi. Sao còn là bẻo đây nhỉ? Đây rõ ràng là màn tối mà. À, thôi kệ đi. Ờ à, thì mình vừa mất 50 săn để ra được con lấm 25 anh em ạ. Có vẻ lời đấy, lời tình cảm. Rồi, cái cây lấm 25 này thì cũng chẳng kết hợp được với cây nào luôn này. Mình check thì không có anh em nhá. Cái lấm lùn này xem có được không. Nhưng bù lại thì một ô đất có thể trồng được 3 lấm lùn anh em ạ. Đấy, hình tam giác đi anh em. Rồi, giờ mình cũng hiểu được na ná rồi. Ôi gì đấy, sao nó cho mình cái gì này. À hình như là phân bón anh em ạ. Chắc là bón cây này lớn lên. À nó có thể hồi máu nữa anh em. Mấy cây không có khả năng lớn nó còn hồi máu nữa. Nói chung là cũng ok. Nó cho miễn phí thì mình nhận thôi. Nhưng mà nó bắt mua thì còn lâu nhá. À thì dung hợp được với Pisocter anh em ạ. Nhưng mà giá đắt quá mà lại bị giảm sức mạnh nữa. Giảm mất một lửa đam luôn kia kìa. Thì mình không biết rằng là nếu như để hết nó vào một ô rồi mình dung hợp một lúc thì chả biết được không nhỉ. À hiểu rồi, anh em trồng một ô 3 con sau đấy anh em mới dung hợp nhá. Chứ anh em để như mình ban nãy thì phí tiền lắm. Ở dạng này thì mất luôn khả năng tấn công rồi. Anh em nhìn thấy chưa, nó chả tấn công được nữa đâu. Sau một hồi lục lọi thì cây lấm lùn này chỉ kết hợp được mấy cây này thôi. Hoang thịt chế bó kiểu thì chịu nhá. Thì mình thử thôi không được anh em ạ. Thì trận này cũng chỉ có một cờ thôi. Nên là mình đánh nhanh thắng nhanh để đến lấm cương viên thôi. Đây anh em, độ khó là cái thứ ba này. Đấy, độ khó đấy. Mình đang ở độ khó bình thường anh em nhá. Thì đây. Thì nó ghi là chắc chưa anh em ạ. Chắc chưa sao không chắc. Mấy con nấm lùn này không giết được con zombie thường anh em ạ. Cái con zombie thường đi nhanh nó không ăn được. Mẹ, mỗi con một hàng con nào đấy đi nhanh anh em ạ. Anh em nhìn so với mấy con thường đi. Mấy con này nó toàn đi nhanh thôi. Mấy con đội mũ đi nhanh này ở đầu game mình chỉ có cherry bomb chứ có con nào ăn được đâu. Rồi ok đấy anh em ạ. Đây là chế độ con người. Còn chế độ cuối chế độ người ngoài hành tinh thì mình không biết nhá. Hướng dẫn anh em thủ nhà đấu game. Thứ nhất là anh em sẽ trồng 3 cái con lấm lùn này ra nhá. Đấy xong rồi trồng săn như này nhá. Dù có bị ép như nào thì anh em cứ hy sinh mấy cắt cỏ cho mình nhá. Anh em chỉ cần bảo vệ mấy con nấm mặt trời thôi. Rồi trồng thế này rồi trồng phân bón ra thôi. Đấy lớn phát cả ba luôn. Nói chung là combo đầu game là như vậy. Lấm múp ở trận này không kết hợp với con nào luôn nhá. Nó chỉ đẩy con lấm lùn lên trên thôi chứ nó không kết hợp được nhá. Đây rồi, lấm đây rồi. Cuối cùng lấm đã xuất hiện rồi. Ây à, trận này căng đấy nhưng mà không sao cả. Lấm lùn kết hợp với lấm thôi miên nhìn trông cute vãi. Rồi thì mấy cây nào mà kết hợp được với lấm thôi miên là mình đều đánh giá đẹp anh em ạ. Trai xinh gái đẹp. Còn mấy cái nào không kết hợp được thì cũng bình thường thôi, cho 5 điểm. Cái nào kết hợp được thì cho 10 điểm nhá. Ok. Thôi miên thì thôi miên được 3 lần nhưng mà nhỏ quá, đánh như nào được. Như mình đã bảo trận trước anh em ạ, trận này còn khó hơn, nó ép đầu game kinh khủng luôn. Nên là mình sẽ chơi combo cổ xưa anh em nhá. Combo này là combo củ lạc giòn tan, công thủ toàn diện luôn. Đấy, thôi miên phải như này chứ, nó có tỷ lệ thôi miên zombie anh em nhá. Thì trận này chắc chắn win rồi. Con này dung hợp nhìn trông lạ vãi, nhưng mà nó khác gì bản gốc không? Nó chỉ có xịt thế này đây à? Nhưng mà được cái nó mất đi khả năng nhút nhát anh em nhá. Đây, zombie đến tận mặt rồi mà nó vẫn xịt đây này. Đấy, thấy chưa? Và nếu zombie ở xa nó sẽ chuyển sang chế độ bắn đạn anh em nhá. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Mình bảo rồi, cái cây nào kết hợp với nấm thôi miên đều đẹp anh em ạ. Nó bắn ra quả đạn màu cũng khác luôn này, nhìn đẹp vãi. Đấy, khả năng của nó thì không khác gì nấm xịt thôi miên rồi. Đấy là cách tha nút ra đời đấy.
Nhìn quả ngoại hình chiến đét anh em ạ. Nhưng mỗi tội là không có khả năng bắn đạn như phiên bản Hybrid thôi. Nhưng thôi không sao, khắc chế đu xà là quá ngon rồi. Ông phải kết hợp giữa các cây đẹp vãi anh em ạ. Nấm nguyên tử nhìn trông mạnh vãi. Mà cây nào cây nấy cũng đẹp luôn này. Nhìn trông này từ cua nút cho đến các cây như thôi miên các thứ. Nhìn trông làm chi tiết vãi. Mình thấy ông làm mod này tiềm năng vãi. Đúng này. Cái túi phân bón hôm phát đầy máu luôn này. Thì nói chung là trận này cũng nhẹ nhàng thôi. Tự nhiên được cái con cua nút băng nhẹ hẳn. Rồi bây giờ đến màn băng đây. Màn này thì kết hợp với con băng với nhau rồi. Con gì lạ này? Con này là đu xà phiên bản Michael đúng không? Nhìn trông giống Michael với đu xà kết hợp lắm. Nhưng mà chưa biết rằng nó sẽ hoạt động như nào đây. Ngoại hình thì trông rõ chiến nhưng mà tâm bên trong thì vẫn nhỏ quá. Vẫn nhát lắm anh em ạ. Hệ băng này toàn ngầu đấy anh em ạ, nhìn quả mái đầu của cái con nấm lùn kìa. À cái con nấm múc kìa, nhìn trông ngầu đét luôn. Còn khả năng của mấy con này thì nó gây ra hiệu ứng làm chậm thôi. Chắc anh em nhìn anh em cũng biết rồi. Mẹ, lết nấm lùn thảm quá, cứ kết hợp với con nào con đấy phế luôn ấy. Con băng này cũng thế anh em ạ, chỉ được mỗi lần đóng băng đầu thôi. Còn về sau thì mấy con nấm lùn này nó mất đi khả năng tấn công luôn. Ô con đu xà này, ô cái gì đấy, đu xà này, ui. Không sao cả, mình vẫn còn cái này mà. Đây cái này thì anh em có thể làm chậm thời gian anh em nhá. Xong anh em thao tác. Đấy, thế là xong. Rồi ấn lại như cũ là ok. Tuyệt quá, tuyệt quá. Đây rồi, tất cả sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng rồi. Đây là màn cuối nên ở giai đoạn đầu game mình vẫn như chiến thuật cũ thôi. Chiến thuật đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất. Đầu game lần này thì nó cho mình câu giờ anh em ạ. Anh em nhìn thấy zombie ra khá ít đúng không? Nên là mình có cơ hội để mình câu giờ rồi. Đây có lẽ là nấm lùn mạnh nhất rồi anh em ạ. Nấm lùn này thì nó nổ phát tận 3 lần luôn. Nhưng không zombie nào sống được nếu dính trực diện 3 cú nổ này. Anh em có thể dùng nấm lùn nguyên tử để giết mấy con zombie này. Nó chỉ có phạm vi 1 ô thôi nhá. Nói chung là cứ một chiến thuật là win thôi. Đầu game thì chỉ có câu giờ được net game auto win nhá. Trận này bắt buộc phải dùng tha nút, không dùng tha nút thì hết cứu. À đây rồi, Michael đây rồi anh em ạ. Khả năng nó là gì đây? Ây à, trời ơi, đúng đu xà luôn cơ à. Rồi, cứ đóng băng lại ok mà. Mấy con đu xà này thì tí chết ngay mà. Ây, nó nhảy qua. Ây à, Phylin. Ô, Phylin nhảy. Từ, mình phải dừng lại trận đấu anh ạ. Chết rồi, nó nhảy hết qua rồi. Rồi, ok đấy, tạm thủ được rồi đấy. Mẹ, nhảy hết qua gối nút thường anh em ạ. Đợi cái phân bón kia lâu quá, mãi nó mới ra được một cái. Bây giờ đủ 5 hàng thì cũng hơi lâu, vẫn còn hàng cuối cùng anh em ạ. Bây giờ hàng trên đang bị ép nên là mình phải cố gắng là củng cố hàng trên trước. Đây nó cứ nhảy qua hết đây này, vãi lìn luôn. Mẹ nó ép liên tục rồi, ui ôi, nó vào tất cả hàng rồi, đội hình sắp lát rồi. Lần này ai cứu đây, chết rồi. À vẫn còn nguyên tử. Rồi ok đấy anh em ạ, nổ phát ra chúng sinh bình đẳng luôn. Bằng cách thần kỳ đấy, mấy con đu xà rõ ràng nó chạy qua rồi mà sao nó nhảy không qua nhỉ? Ảo thật đấy, nhưng mà thôi, thế cũng được anh em ạ. Thế cũng đỡ, thì trận này thì đây, chỉ đánh cố gắng là được 5 hàng Thanos đầu win nhá. Thề luôn, nhìn quả mắt nấm thôi miên là có điểm rồi nè. Nhìn quả mắt là zombie ăn là có điểm này. Ô, không có gì à? Sao người nó đỏ đỏ này? Uầy, con bo combo lấm thương miên mạnh vãi anh em ạ.
nó kiểu như cảm tử luôn đấy, nó sẽ lao vào zombie xong rồi nó sẽ lổ luôn đấy, chết là nó lổ cảm tử ở đấy luôn. Con này anh hùng vãi. Đấy thì anh em xếp được cái đội hình này rồi thì anh em cứ spam nguyên tử ra thôi, cứ nấm thôi miên với nguyên tử anh em ạ, đánh nó dễ. Cái con lấm xịt đen này khi nào nó đỏ sau lưng á, đấy nó đỏ như này này thì anh em ấn vào nhá, thì nó sẽ phụt ra cái tia đen đấy. Thì cái tia đen đấy cực đau luôn. Rồi nay đến đây thôi, mini game mình để lần sau chứ còn đánh cái này cũng lâu lắm rồi. Ok nha anh em, chào anh em nhá.